gì đó thở vậy nè, súng bò hoài à. Đó. Rồi người ta có dặn, người ta dặn đó đó, con á đi một đường phải kêu mẹ về. Đây là mất rồi đó. Dạ, kêu phải mẹ, kêu mẹ về cấp đó đó. Mất trên xe. Trên xe. Nó nói mẹ ơi, chở con đi nhà thương đi, cho con ở nhà không được. Dạ, mấy anh em xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn ạ. Dạ, Quỳnh Trung xin mến chào quý cô chú anh chị mình cùng tất cả các kênh YouTube của các anh đang có mặt ở đây. Thì hôm nay Quỳnh Trung cùng với lại anh Nông Văn quay trở lại để tiếp tục làm nhịp cầu nối, hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình mà có những đứa trẻ sinh ra không được lành lặn với cô chú anh chị, không có được như bao đứa trẻ khác. Thì hôm nay thì bên kênh của Quỳnh Trung Vlog và anh Nông Dân Miền Tây với lại các bạn Phan Cường thì có được quý cô chú Mạnh Thường Quân gửi cho một số quà. Thì không biết là bên phía Nông Dân thì cô chú mình hỗ trợ gì anh Nông Dân? Thì bên đã đổi tên rồi, ở Quỳnh Trung thì lúc trước cũng quen là Nông Dân Miền Tây của chú anh chị. Thì em là Hồng Cao Vlog. Thì hôm nay thì cũng thay mặt cô Tịnh Thu thì đến đây để hỗ trợ cho gia đình của một người mẹ có hai người chồng và bốn đứa con đều bị tật bẩm sinh, thì gồm có là những gạo mì, đường, nước mắm, bột ngọt. Thì cô có cái kiểu như là ủy thác cho em á là mua những phần đó còn dư bao nhiêu tiền thì gửi lại cho phía gia đình. Dạ. Còn bên kênh YouTube của em á thì được sự yêu thương của quý cô chú Mạnh Thường Quân bên nhóm Hoa Sen Chân Như ở bên California và Arizona có gửi cho gia đình là 5 cái phần quà, mỗi phần quà là 500 ngàn, thì là 2 triệu rưỡi với cô chú anh chị. Thì giống như đầu video Quỳnh Trung có nói, thì cô chú anh chị mình có cho thêm Quỳnh Trung là 300 ngàn để đi đường đổ xăng lên đây. Tuy nhiên thì Quỳnh Trung cũng có mua thêm bánh với lại là nước nôi đồ cho anh em trong tem để mà hôm nay đi lên đây để thăm và hỗ trợ cho hoàn cảnh. Em Phan Cường nói với cô chú anh chị thì em Phan Cường sẽ công bố sau. Thì bây giờ mời quý cô chú anh chị mình vô để mà thăm lại gia đình. Dạ, mời cô chú anh chị. Dạ. Thì hôm trước thì anh em mình có nghe được một cái thông tin là chị mẹ của mấy đứa bé thì đã mất qua khỏi. Dạ. Thật sự thì một cái thông tin nó cũng hết sức là buồn với lại mấy anh em. Tuy nhiên thì mấy anh em cũng đợi cho gia đình lo cho chị cái hậu sự cho nó xong xuôi với cô chú anh chị. Chứ đang cái thời điểm đó mà gia đình đang gặp nhiều chuyện buồn rồi anh em lên nữa thì nó cũng không hay. Đúng rồi. Của chú anh chị mình thấy thì hôm nay thì cái gặp vẫn còn. Cái còn gặp này của chú anh chị là vừa đám xong thì mấy anh em cũng tranh thủ sắp xếp thời gian. Trong có khoảng thời gian đó thì riêng kênh em thì cũng có một số việc nhà cũng bận chưa đi được. Hôm nay mấy anh em cũng tập trung tới đây để thăm mấy bà cháu. Bên kênh của anh Hồng Ca thì mấy ngày hôm trước thì bên gia đình cũng có người thân mắc không biết của chú anh chị, cho nên là cũng không lên được. Bây giờ anh em mới sắp xếp chọn một cái ngày là ngày hôm nay để mà lên thăm lại gia đình. Dạ con chào bà nha. Rồi chào mấy đứa con. Chú dạ, chào mấy đứa con ngoại. Nha. Dạ. Dạ cho phép con vô, anh em con vô thắp cho chị nén nhang. Dạ em chào anh nha. Dạ dạ. Dạ. Dẫn chú vô thắp cho mẹ nén nhang đi con. Vô đây. Đứa bé này đứa cháu nè. Dạ. Này mới là con nè, đúng không? Cháu là đứa con á. Dạ. Mấy đứa kia chị Mai. Chị Mai thì cái clip mấy anh em chia sẻ là ngày, con, ngày hôm sau thì đã mất rồi. Cho nên công việc nhà đang lu bu rồi. Em trai quá. Cho nên mấy anh em chưa lên. Bây giờ có hộp quẹt cho thì hôm nay thì mấy anh em cũng xin đại diện cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Có rồi. Điện của chú chị Minh Thường Quân tới đây để thắp cho chị một nén nhang. Ủa không có đèn mà anh Sáu, anh Bảy hả? Đúng rồi, ngoài đó có con chị vậy.
Đây hai đứa con của chị là mới đi học về anh ha. Anh là em của chị Mai hay là anh của chị Mai? Dạ anh quay qua đây em phỏng vấn xíu ha. Dạ. À, anh đứng đây em xin phỏng vấn xíu. Qua đây đi, qua đây. Ờ bữa chị Mai mất rồi cũng còn để văn phòng là này hiện tại ai ngủ đây anh? Dạ ba mẹ. Mẹ ngủ với miếng nào? Dạ. Hôm trước thì cái buổi tụi em lên thăm buổi sáng đó thì tối là chị mất ra sao? Dạ cấp mà đi vô á là má nói là mệt. Dạ. Rồi cái ba nó giữ mình nha. Dạ. Cái quầy bà nói mua sữa mua tả gì đó. Dạ. Rồi cái đi mua về cái bà nói câu ở nhà hồi mệt chết chết quá. Thì đưa đi là mới có sáng là 3 giờ sáng là đưa về chắc như vậy là bả mất cỡ cũng cỡ 2 giờ 3 giờ cỡ 3 giờ sáng. Dạ. Vậy là có đưa đi bệnh viện có đưa đi bệnh viện rồi bắt đầu là nó nói mẹ chắc con có sống. Dạ. Tại vì nó mệt á rồi kêu đưa bệnh viện rồi cái đưa đi bà mà tôi ở nhà canh ba đứa nhỏ nên cũng không biết nữa rồi tới cái tới chừng mà sáng cái thằng con trai lớn bả với thằng trai thứ ba bả về cái nữa cái giật mình mà nó không có nói gì hết nói đi đắng là khiên mẹ về đi đắng khiên về rồi xong rồi về tới chiều lại em luôn. Rồi cái thằng em bỏ tay luôn chứ không biết gì hết. Dạ. Yeah. Yeah. Tại vì hôm trước là mấy anh em khi mà lên á thì nhìn cái thằng sắc của chị á là biết lúc đó là đã yếu rồi. Cho nên là anh em cũng không có dám làm phiền quý cô chú anh chị. Lúc đó là nhìn chị đã rất yếu rồi. Rồi xong là tối đêm đó là phát lên. Lúc mà chị trút hơi thở cuối cùng đó là gia đình mình có đi bệnh viện thì không chắc không ai ở nhà thấy đâu. Chỉ khi thôi. Ngoài đứng xích vô. Bà vô bà. Bà vô đây dạ. Thằng này thì ở nhà với mấy đứa này rồi mới đem về thì nó đi lên xe thì nó đi tới 4 giờ sáng, 3 giờ sáng thì nó chết. Nó chết là tại vì cái ống gì nó thở vậy nè, cứ xúc vô hoài à. Đó. Rồi người ta có dặn, người ta dặn nữa nói đứa con á đi một đường á phải kêu mẹ về. Vậy là mất rồi đó. Dạ, kêu phải kêu mẹ về cấp đó đó. Mất trên xe. Mất trên xe. Vậy là mình tới bệnh viện rồi. Tới bệnh viện rồi vô nó kẹp hai cái này cái gì đó. Rồi nó vô nước biển, vô thuốc vô không được. Vậy rồi, là đã mất rồi, lúc đó đã mất rồi. Không, cấp đó chưa, rồi mới lên phòng cứu cấp. Cúp cách gì đó rồi lên là trở là người ta mới cắt cái áo này nè, người ta cắt ra hết. Rồi người ta nói bà ơi bây giờ chỉ giờ thôi bà đem về đi. Rồi tôi thì có mình một rồi tôi đi có hai mẹ con à. Rồi tôi mới nói sao giờ biết làm sao, nó mới điện cho mấy đứa nhỏ trên thành phố gì à. Nó tôi bay sao mà làm ơn mày đi về mẹ mày đã chối rồi đó. Là nó về tới là nó nhào không ạ. Thôi thì cái câu chuyện thì mình cũng không có khơi lại cái chuyện chỉ ra đi như vậy. Làm cho ngoại thì buồn thêm. Ngoài ra thì trong số mà hai người chồng của chị Mai á thì có người nào để mà về đám của chị không ngoại? Dạ cái thằng này thì lợi hoài mà vợ nó thì nó nghe hồi xưa là hai vợ chồng ở nhau. Rồi bên chồng nó mới nói về nói thôi giờ tao cho mày tự do là không còn ở với con nhỏ này nữa, là bắt đầu mới cưới vợ cho nó là cưới con Câm luôn nữa. À vậy là cái anh này ảnh không có nói chuyện được. Dạ rồi cưới luôn. Rồi con nhỏ này mới sau này mới ở với ba của thằng này. Mà nói ngay ba thằng này bây giờ thì nó cũng đâu có ngó ngàng tới coi hỏi cậu gì nè. Tôi á thì nghèo. Có về dạ. Có về mà nghèo rồi bà tôi á sanh đẻ một tay tôi lo không à. Nó đi nó có vợ khác, nó đâu còn ở với con này nữa, đâu lo cho con này nữa. Dạ. Thôi thì như thế này, ngoài cái câu chuyện gia đình đó, thì tụi con chủ yếu là hỏi sơ qua để mà nắm thông tin cho quý cô chú anh chị mình, quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân được nắm gõ thôi. Chứ tụi con cũng không có đi sâu vào cái câu chuyện gia đình làm gì. Tại vì cái trước mắt mà tụi con thấy đây là hoàn cảnh của gia đình ngoại khó khăn. Mấy đứa trẻ đây nó đang trong cái độ tuổi đi học và thiếu đi cái tình thương của cha rồi mà bây giờ đã mất luôn mẹ rồi. Tối đêm mà nào cũng ôm tôi vậy nè, ôm vô ôm tôi nó rờ. Bé nào con bé này nè, bé nhỏ đó con bé nhỏ đó ngoại. Dạ
Bé nhỏ qua đây chú Biểu, bé nhỏ, con qua đây chú Biểu nha. Con qua đây. Con qua đây, anh thả xuống đây dạ. Thả xuống đây đi. Rồi kêu hai đứa ghép quần rồi. Con nè, chú hỏi nè. Rồi nằm đó. Con nó tên gì ngoài? Xuống nó nhảy qua nhảy. Con tên gì? Con tên gì con nói chú biết được không? Con quay qua đây nè. Mẹ con đâu? Con Nhi. Hồi hổm là giới thiệu rồi nhưng mà bữa nay hỏi lại coi, nãy là bé này đi học đúng không ngoại? Dạ, đó. Con hai để em nói chuyện. Dạ, con đi Giang con. À, ngoại, là... mẹ con đâu? Cái này là cháu, cái này là con. Dạ, cháu. Mẹ cháu, con đâu con? Nó nuôi đó tới giờ đó. Dạ. 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 Kêu bé cháu nè, cháu con qua đây, con bé, con qua đây. Con qua đây chú Biểu nha, con chạy qua đây. Bé này là lớn nhất trong gia đình nè, bé này thì cũng cha mẹ đi làm xa. Nhớ khóc hoài chạy vô. Mẹ con đâu? Chú hỏi nè, mẹ con đâu? Nói kè, nói kè. Mẹ con đâu con? Nói. Mẹ con đâu? Mẹ Mai đâu con? Mẹ Mai đâu? Mẹ Mai chết rồi. Đâu mẹ Mai con ở đâu con chỉ cho chú được không? Mẹ Mai bên đó hả? Thì hôm nay á chú với lại chú Hồng Ca với lại chú Phan Cường đến đây thì tụi con cũng nhồi quá nhồi. Tại vì mấy đứa trẻ thì mình cũng không có trách được. Tụi con đến đây thì cũng có thay mặt quý cô chú Mạnh Thường Quân mang đến cho gia đình mình những cái phần quà. Thì chắc anh Hồng Ca bây giờ mình mời gia đình ra ngoài để mà mình tiện thể mình công bố anh ha. Tại con ngoài ngoại con ngoài luôn. Vậy anh Hàng giờ, con nhờ người ta trở lại. Bây giờ mấy anh em vô chắc mình cứ quay chắc mình chưa có để ý cặn kẽ về cái gòi dông của chị luôn ha. Dạ. Có khi là mình ở bên đạo Phật khác rồi, còn gia đình bên Công giáo mình cũng không hiểu như thế nào. Mình thấy người quá cố là bằng dông nó khá là bự, còn mình dông của chị nó sơ sài nó nhỏ quá. Giống như là mà để tạm thôi. Rồi mấy con có đốt nhang cho mẹ chưa? Chị thì chôn cất ở đâu ngoại? Dạ, chôn cất ở trên nhà thờ. Trong đất khánh. Trên, thờ. Trên đất khánh ngoại ha. Dạ. Thì do điều kiện kinh tế thôi, với phần là bên Công giáo nên mình thì bên đạo Phật mình cũng không hiểu là như thế nào. Mình cũng không nghĩ là nó nhanh đến mức như vậy, tại vì nói chung là tuần trước thôi lên thì thấy chị nói chung là cũng không đến nỗi sắc mặt thì đã yếu rồi, nhưng mà không nghĩ không là chị đi nhanh như vậy. Nhanh như vậy luôn. Dạ. Dạ. Là cái lúc mấy con đến là mấy tiếng đồng hồ thì chị mới đi bác? À, dạ, cũng cỡ 3-4 giờ mấy xe, mấy kêu xe chở đi. Thì tôi bước đi chợ về thì nó nói mẹ ơi, chở con đi nhà thương đi. Tôi con ở nhà không được. Rồi mấy tôi cũng chưa ăn cơm nữa. Rồi bắt đầu là kêu xe rồi bắt đầu chở nó đi luôn đó. Rồi tôi chiều tối tôi mới ăn cơm. Cũng là nói chung là cũng may mắn một phần là bữa mấy nay mình lại cũng hỗ trợ kịp thời. Nên gia đình mới có cái chi phí đưa đi bệnh viện. Mới có tiền đi chứ không là không có tiền. Dạ, chứ lúc trước là gặp như lúc chưa tụi con chưa lại thì chắc cũng không có tiền. Cũng hơi khó khăn để đưa chị đi bệnh viện các bạn. Con nghe nói bác là chồng trước của chị Mai là cái anh đó là có nghĩa là căm đúng bác, nhưng mà anh nó gần đây cũng rất là thương chị Mai, có đảo lại đây thăm. Có lợi hoài nha. Hiện tại ảnh đang ngoài kia nó tí được có gì thì mình nhờ người trong gia đình phiên dịch á, nó dễ hơn. Dạ chắc mời cô dạ mời bạn ra ngoài đi rồi mời con ra ngoài chú cháu ra ngoài ha. Bữa nay thì mấy chú đem quà lại nhiều lắm. Trước tiên thì mình giới thiệu đây đi. Dạ. Cái bầu gạo nãy cái anh bán gạo anh chở đây. Dạ. À, cái này là gạo nha, trước tiên là một bao gạo, còn đồ ngoài kia thì chút xíu mình sẽ đọc sơ cho cô chú anh chị nắm rõ là cái những cái phần mình trở lại đây. Dạ, vậy mình đi ra ngoài kia luôn ha. Dạ, bao gạo đây thì dạ. Cô chú anh chị xem chiếc bao gạo đi. Con đi theo chú, mang dép trái luôn rồi. Đúng ra thì hôm nay thì Quỳnh Trung sẽ là người đại diện mua những cái phần quà này với cô chú anh chị. Tuy nhiên thì bên Hồng Ca thì cô chú Mạnh Thường Quân bên anh Hồng Ca có nhờ, cho nên là Quỳnh Trung sẽ giữ cái số tiền mà cô chú nhóm Hoa Sen Chân Như mua quà này để mà trao cho ngoại tiền mặt luôn, để ngoại có tiền. Ngoại đứng xích đây nha, tụi con đứng xích đây. Dạ. Con đứng lên xích lên đi. Ngoại lên đây là con ngoại đứng lên đây. Cái này là không phải cô chú chị, cái này là me bột me ai bẻ đâu á. Dạ. Mình qua đây làm được nắng nó có hùng. Ngoài ra thì con thì cũng đại diện cô Tịnh Thu ở bên Mỹ. Dạ. Thì có nhận một số tiền. Thì trong khi đó cô Tịnh Thu cũng ủy thác cho con là mua một ít gạo nè, mì, đường, bột ngọt, dầu ăn đồ này nọ, nước tương rồi đó. Thì hôm nay con có mua, nhưng mà trước tiên thì chị cô Tịnh Thu là gửi là 4.348.000. Thì trong khi đó con mua là 4 thùng mì nè, một bịch xà bông, một lốc nước tương, 5 keo trao, một cây đường,
4 lốc Milo, 1 lốc cá mồi, 1 chai xà bông gội đầu, 3 chai nước mắm, 2 chai dầu ăn và 50kg gạo. Tổng cộng con mua hết là 2.072.000. Còn lại là 2.276.000. Dạ, còn một chị nữa là giấu tên, gửi riêng cho ngoại 500.000 nữa. Là tổng cộng tiền mặt mẹ còn là 2.776.000. Dạ, đây thì con xin phép gửi tiền mặt cho ngoại là 2.776.000. À, cô chú anh chị mình thấy thì bên anh nông dân mua là một lốc nước tương nè, rồi xà bông, nước mắm là 3 chai, dầu ăn là 2, rồi sữa sùng đây 76.000. Đường dạ. Thì là 1 cây, rồi với lại 4 thùng mì. Là tổng cộng tiền mặt của ngoại là còn là 2.776.000. Trong đó là 2.276.000 là cái tiền thừa của cô Tịnh Thu và thêm 500.000 của chị khán giả giấu tên gửi tặng cho ngoại. Dạ, còn phía bên dạ. Quỳnh Trung Vlog thì Phía bên kênh YouTube Quỳnh Trung Vlog thì được sự yêu thương của quý cô chú mình Quân nhóm Hoa Sen Trăng Như ở bên California và Arizona có gửi cho gia đình ngoại là 5 phần quà. Mỗi phần quà trị giá là 500.000, là 2.500.000 với cô chú anh chị. Thì cô chú có nhờ Quỳnh Trung mua nhu yếu phẩm giống như bên anh Hồng Ca như vậy, nhưng mà bên anh Hồng Ca đã nhận trước rồi, cho nên là hôm nay thì Quỳnh Trung cũng xin phép quý cô chú anh chị mình sẽ trao cái tiền mặt này 2.500.000 cho ngoại luôn. Dạ, với lại thì thêm một phần nữa thì bên cô chú nhóm Hoa Sen Trăng Như có gửi cho Quỳnh Trung 300.000 tiền đổ xăng á quý cô chú anh chị. Tuy nhiên thì Quỳnh Trung cũng mua bánh cho các con, nước nôi cho anh em trong team hôm nay lên đây, thì tí nữa Quỳnh Trung sẽ lấy bánh cho các con. Thì đây hôm nay con gửi cho ngoại đây là 2.500.000 ngoại nha. Yeah. 2, 4, 6, 8, 10, 500.000 rồi con gửi ngoại 2.500.000 của cô chú nhóm Hoa Sen Trăng Như ở Mỹ. Dạ. Vậy là tôi cảm ơn dạ, cô dạ, chú. Dạ. Dạ được rồi ngoại. Dạ được rồi ngoại, con cầm cho ngoại. Ngoại cứ nói là nó hút vô. Không ca đại diện cho cường để dùng đi, cường lấy dòng máy nó gỡ được. Đây. Dạ ngoại thì hôm nay thì ngoài con và Hồng Cao Vlog và Quỳnh Trung Vlog cũng có một bạn là Phan Cường, khán giả bên bạn Phan Cường là chị Kim Phượng gửi cho mấy cháu uống sữa là tổng cộng đây là 2.200.000 hả ngoại ha. Dạ. Đây con gửi ngoại 1.000.000, 2.000.000. Dạ đây là 200.000 ạ. Dạ. Đây là của chị Kim Phượng bên kênh Phan Cường Vlog ạ. Dạ. Dạ ngoài cứ nói ạ. Rồi tôi cảm ơn dạ, cô dạ. Chú với mấy mạnh quân. Dạ. Hôm nay thì ngoài xúc động với cô chú anh chị. Hôm nay là mình nói chung là cái câu chuyện buồn của gia đình mình nó đã trải qua rồi. Từ đây sắp tới thì gia đình mình sẽ đón nhận niềm vui chứ không còn nỗi buồn nữa. Tại vì thì hôm nay nè, ngay cái ngày hôm nay mình có quà của cáp bánh sữa đồ của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và được một số tiền, thì hy vọng sắp tới thì gia đình mình sẽ đón nhận được nhiều hơn nữa để ngoại có điều kiện để chăm lo cho các bé là con của chị Mai. Cô chú anh chị mình cũng hiểu được phần nào cái cảm xúc của ngoại lúc này. Lúc trước thì nghèo khó, không ai đến giúp, nhưng mà lúc đó thì có đầy đủ con cái, rồi mẹ của các con thì cũng còn. Nhưng bây giờ thì chị thì đã đi, nhưng mà thôi cái chuyện nó cũng qua rồi, cũng rất là mong ngoại sẽ luôn có được nhiều sức khỏe ngoại nha, để mà mình còn chăm lo cho các cháu của mình nữa. Mấy bé đây là đang trong độ tuổi đi học hết đó quý cô chú anh chị. Thôi để chú gửi bánh nha, hồi nãy chú Trung có mua bánh cho con đây, thì đây là cái phần quà mà cô chú anh chị nhóm Hoa Sen, cô chú nhóm Hoa Sen Trăng Như gửi cho Quỳnh Trung 300.000 đó, thì Quỳnh Trung mua bánh với lại là mua nước nôi đồ cho anh em đi quay chung. Dạ. Đây chú gửi bánh nha. Rồi đứa ôm bịch đi, rồi chút rồi chia cho con nha. Đây chú gửi. Bé này là con chị Mai, bé nhỏ nhất này cô chú anh chị. Không chịu hả? Rồi chú rễ nghe, rồi một tí chia ra nha, chú rễ nha. Thì ngoài bánh ra thì bên phía chú Hồng Ca cũng mua nè, sữa con. Cho mấy con luôn. Cũng mua mấy lốc dạ. Sữa nè. Đây là 4 lốc sữa. Con có uống sữa không? Cho đứa học uống dạ. Trước tiên thì đằng kia cho thùng sữa thì hai bữa hết trơn luôn. Dạ. Mỗi đứa lốc luôn. Tí rồi lấy bánh ăn con nha.
Đây. Bé này là cháu của chị Mai, của chú anh chị, tuy nhiên thì cũng bị tật luôn. Đây là con trai lớn của dòng trước hay dòng sau ngoại? Cái này cháu. Cháu ạ, là con của anh Bảy, đúng không? Con của anh Bảy đã nuôi á. Cũng một tay nó nuôi không à. Anh chồng trước hả? Anh chồng mà cái kiểu như là bị khiếm khuyết về ngôn ngữ hả? Dạ. Mời anh ra đây. Nếu mà bây giờ ảnh nói chuyện rồi nhờ Phương người phiên dịch được không ngoại? Tôi không biết đâu. Chắc phải nhờ cái anh nào. Dạ. Anh ơi, hình như nãy là em thấy anh biết phiên dịch. Ủa vậy là ngày nào chú đến chưa hả? Ngày anh chào anh. Dạ. Lỡ xong tôi. Dạ, ngoài đứng xếp đây ha. Dạ. Anh vô đây luôn đi. Ngoài ha. Dạ. Dạ ngoài ngồi đây đi ngoài. Anh vô đứng kế ảnh đi, khi em hỏi thì nó dễ hơn. Hỏi gì anh hỏi đi. Dạ. Anh tên gì ạ? Anh tên gì? Thảo. Anh Thảo. Anh đó là ba của hai đứa con lớn. Một con lớn. Dạ. Đi thành phố rồi đó. Ủa sao mà mình không có ở chung với chị Mai nữa mà mình đi lấy vợ khác? Ý là nó nói là kẹt cảnh quá, hai đứa nó không có hợp gì đó. Rồi nó bỏ, con nhỏ này bỏ. Ừ, chị Mai bỏ ảnh. Ừ. À, chứ không phải anh bỏ chị Mai à? Cái kiểu người đứa nói chuyện được, đứa không đó. Cứ như là giống như là không có hiểu tiếng nói chung á. Hiểu tiếng nói chung á. Dạ. Rồi nhỏ này nó bỏ. Dạ. Rồi nó... Mà anh còn thương chị Mai không? Đêm nào cũng khóc. Đêm nào cũng khóc. Đêm nào cũng về đây. Đêm nào cũng ngồi đó khóc. Dạ. Xích qua đây cho Quỳnh Trung vô. Dạ. Ý là anh nói là đêm nào anh cũng về đây khóc phải không ạ? Có, nó lại nó cũng đốt ngang được. Dạ. Mới đêm nào cũng khóc không? Ý nó là nói với thằng nhỏ này là vợ chồng á. Ừ. Đó vậy đó. Nhưng mà cả cảnh là không có hiểu tiếng nói nhau cho nên nói nhau rồi hai đứa nó bỏ từ lúc mà được đứa con lớn á. Dạ. Đó thằng thứ ba đó. Mặc dù anh bây giờ có gia đình rồi nhưng mà anh vẫn về đây. Gia đình rồi mà vẫn về đây như từ đám tới giờ ngày nào đúng lại đốt nhang rồi cũng có khóc rồi lay gai hoài. Dạ. Yeah. Thương vợ lắm. Yeah. Không còn nghĩa cũng còn tình ha. Dạ. Tình nghĩa còn thằng này thương. Nhưng mà nghe qua cách chia sẻ của anh á thì mình cũng biết được là một cái người đàn ông rất là nặng tình. Tuy thì chắc là lúc trước là cũng do hoàn cảnh này kia. Rồi với lại là không có cùng ngôn ngữ. Anh không có nói được. Chị thì người phụ nữ mà khi mà họ cũng muốn tìm một cái người nào chia sẻ nhưng mà anh ấy thì không chia sẻ được. Dạ. Thì bây giờ mọi chuyện nó cũng đã như vậy rồi, anh cũng đến để mà giống như chắc là anh cũng xem mấy đứa nhỏ nó như con ruột của anh. Như con thương lắm. Dạ. Anh nói hai đứa này. Dạ. Hai đứa này là, ý là nói đứa này với đứa này là con của này không phải à? Cái này luôn không phải luôn. À. Dạ. Cũng buồn nha. Ý là nói là nó có một đứa con với nhỏ này thôi. Ừ. Anh ra giấu giùm em coi anh có xem bé này như con ruột của mình không? Có. Có, dạ. Coi đứa này với đứa lớn như nhau á. À, dạ. Nên là coi cái thằng cu này với lại cu lớn con của anh là cũng như nhau thôi. Bé con lớn của anh là bao nhiêu tuổi hả anh hỏi cho mình? 13 tuổi. À, 13 tuổi. Dạ. Gần 14 rồi đó. À. Nói bé này là con của anh Bảy. À. Ý là nói thằng này là con của thằng đó đó. Dạ. Thằng đó cũng không có vợ con gì hết. Có mỗi mình đứa con này cưới vợ xong rồi dạ, bỏ luôn. Rồi đẻ ra thằng này xong mới có hơn tháng gì đó rồi vợ nó bỏ luôn tới giờ luôn rồi bà già này cũng nuôi luôn tới giờ đó. Dạ. Mẹ của thằng này là nhỏ chết rồi đó, Mai đó. Là nuôi thằng này từ lúc mà mới đẻ ra tới giờ. Dạ. Cũng như là con ruột vậy đó. Với lại là con bé này luôn, con bé này. Con bé này nó cũng vậy luôn đó. Dạ. Là anh nói gì? Người chết rồi nói. Anh nói gì? Cái thằng con nó cũng tay chân y gan vậy đó. Con của anh hả? Thằng trai lớn hả? Thằng lớn á cũng tay chân cũng vậy đó. Một đứa à? Một đứa cũng tay chân y gan. Dạ. Đứa lớn bao nhiêu tuổi anh? 13, 14 tuổi anh. 14 tuổi, chính xác 14 rồi. Đâu anh? Đó là nó con của vợ sao ảnh. Thằng đó là con sao đó, vợ sao đó. Dạ, con vợ sao. Ừ, dạ. Con vợ sao. Dạ. Vợ kêu hả? Vợ kêu về, vợ kêu về. Dạ. Anh có vợ gần đây không ạ? Dạ. Vậy vợ anh kêu về thì anh về đây, anh không sao được, tụi em muốn... Cảm ơn anh.
Tụi em cũng cảm ơn rất nhiều nha. Dạ dạ. Ý anh gà giấu là vợ vợ đang kêu về. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Anh Hiền thấy anh cũng phải có người phiên dịch đây cô chú anh chị. Hiền lắm. Nhưng mà thấy anh đứt ruột đứt gan không dạ. Nói cái chuyện hay là khóc á. Dạ. Ngày đêm nào cũng lại đây đốt nhang. Lại đây đốt nhang. Mà anh nói là anh coi mấy đứa này giống như con của anh. Giống như con. Dạ. Bởi vì nó đứa nào ấy nó không có la gầy chân á. Dạ. Dạ dạ dạ. Con. Dạ. Mình thật sự là cũng rất là quý trọng anh á. Dạ. Anh nói là vẫn còn thương nhưng mà kẹt cái là hai bên nói chuyện không có hiểu nhau rồi bắt đầu mới chia tay nhau. Bây giờ anh có vợ nữa là vợ câm luôn. À. Hai người câm chân luôn. Rồi con ảnh có nói chuyện được không thằng bây bé? Bây giờ cái thằng này ở với nó thì nói tóm lại là cho đi ra ngoài tập nói lại là bắt đầu từ từ nói được. À, thấy bé nó cũng sáng láng mà chứ không sao đâu. Dạ. Người dân địa phương ở đây anh thấy cái hoàn cảnh gia đình của bà ngoại đây như thế nào? Thì nói đúng ra thì ở đây thì sớm này thì bà khổ nhất ở đây rồi, tại vì tôi đám tiệc đồ này kia làm vai tôi lo hết mà. Dạ. Từ hòm gương cho ông cắt được tôi lo hết mà. Dạ. Với lại mấy đứa nhỏ này có đứa thằng này là con đỡ đầu tôi nữa nè. À. Con đỡ đầu của anh. Dạ. À. Thì con đỡ đầu bây giờ mình không lo cho nó ai lo. Nếu ví dụ như bây giờ nếu mà không ai nuôi nó thì tôi cũng nhận tôi nuôi bình thường. Hai vợ chồng anh nhận nuôi. Ừ, tại vì con đỡ đầu tôi mà tôi đâu có bỏ được. Dạ. Bắt buộc rồi, vô tại vì nằm trong đạo Công giáo là con đỡ đầu cũng giống như con ruột. Đúng rồi, dạ. Em nghe nói là bên Công giáo là ai cũng phải nhận một người con làm con đỡ đầu. Không phải là một người mà nhiều người, ai nhu cầu mình đỡ đầu là mình cứ đỡ đầu vậy. Dạ, dạ. Nhưng mà gia đình của anh thì điều kiện nó có... Điều kiện thì nói chung là không có ruộng đất. Dạ. Nhưng mà làm mướn ăn không à. Nhưng dạ. cũng khó khăn. Cũng khó khăn nhưng mà... vẫn đỡ đầu gia đình của ngoại đây, nuôi bé này. Ừ, vẫn đỡ đầu. Chủ yếu giống như là hỗ trợ được cái gì thì mình hỗ trợ thì đó. Bây giờ nếu mà cái ăn học á, thì nó nhỏ là học nhỏ này thì không mình không có nói trước được. Dạ. Còn lớn á, thì lúc đó nó chịu học á, thì mình lo cho nó. Còn nếu nó không chịu học á, thì mình cũng tạo điều kiện cho nó có cái nghề gì đó để cho nó sau này nó nuôi bản thân nó. Dạ. Chứ bây giờ nếu mà không dạy dỗ nó không ấy vậy rồi nó đi quan đi ra đường ai chịu nổi. Dạ. Rồi em cảm ơn anh rất là nhiều ha, để em trò chuyện với ngoại xíu. Cảm ơn anh. Dạ. Thì dạ. Ngoại thì hôm nay ngoại đứng lên với con xíu nha. Dạ. Dạ. Ngoại qua đây rồi ngoại. Ngoại qua đứng với con ha. Dạ. Rồi, con đứng đây đi. Dạ thì thông qua video này thì Quỳnh Trung cùng với lại anh Hồng Ca cùng tất cả anh em YouTube có mặt ở đây thì cũng thay mặt cho ngoại gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân. Thì nếu mà quý cô chú anh chị mình có hỗ trợ hoặc là gì đó thì có thể đến đây trực tiếp hoặc là liên hệ với lại gia đình. Tại vì anh em của Quỳnh Trung với anh Hồng Ca là ở bên Kiên Giang quý cô chú anh chị. Nhiều khi thì thuận tiện thì một tháng, hai tháng, nhiều khi là hai, ba tuần anh em mới có thể qua đây được. Yeah. Nếu mà quý cô chú anh chị nào có giúp đỡ thì có thể là liên hệ số điện thoại ngoại được không ngoại hay là sao ngoại? Tôi không có xài điện thoại. Dạ, ở đây địa chỉ là gì ngoại có thể cung cấp cho con được biết được không ạ? Địa chỉ ngoại giờ không nhớ, không nhớ luôn dạ. Đó, cái tên cháu ngoại mà ngoại còn không nhớ nữa mình kiểu gì ngoại bây giờ nhiều việc gia đình quá giờ ngoại gói gắm đủ thứ nên cho chút việc thôi được anh mà, chắc mình phải hỏi anh Bảy đi dạ. anh cho em hỏi chút xíu đây cho em nhờ chút tại vì nhiều cô chú anh chị muốn trực tiếp liên hệ với gia đình mình để giúp đỡ thì ở đây ấp xã mình là như thế nào như ở này tổ 17 thả giọng đông sơn đó ngay nhà thờ nước tượng rồi đó anh có xài di động có số điện thoại không có à, đọc số điện thoại đi đọc số đi anh đọc số nhớ đi không? Không em cũng không nhớ mà em chỉ bấm của em dạ nhớ số anh cứ đọc đi khi cô chú anh chị liên hệ trực tiếp trên bấm cái hỏi số dạ rồi anh ngoại ngoại ở đây đi mà hỏi ngoại tên gì tôi Bùi Thị Hoa dạ bà Bùi Thị Hoa cái số bà hay nuôi á anh 44 số điện thoại của con của ngoại là anh Bảy đây á muốn gặp ngoại hay gặp anh gì cũng được số điện thoại là 0919 350 844 xin đọc lại là 0919 350 844 dạ đây là số của anh Bảy là con của ngoại ở đây. À, với lại là thêm một cái thông tin như thế này nữa thì em chắc cũng sẽ xin cô chú anh chị mình nếu mà cô chú anh chị mình ở khu vực An Giang mà có công việc nào ổn định xíu có thể
tìm gặp anh Bảy cho anh Bảy đi làm, tại vì anh Bảy hiện nay là đang thất nghiệp với cô chú anh chị, mà con cái rồi cháu đồ còn quá đông mà hiện tại không có công việc gì làm hết, thì cũng mong quý cô chú anh chị nào có công việc nào phù hợp với anh Bảy á thì có thể liên hệ với anh Bảy à. Dạ. Không phải là kiểu như là xin việc không được, nhưng mà tại vì tay chân của anh Bảy à, công việc nào mà cảm thấy phù hợp với anh Bảy đây, tại vì anh Bảy là bằng tay bằng chân cũng bị gì hết, không có chạy xe nữa. Nó giờ nó ở nhà với tôi nè, mà tôi có đi đâu thì cũng có nó giữ mấy cháu. Dạ. Đi thì cũng không được nữa. Rồi vậy là ở nhà ngoại ha. Dạ. Có hai mẹ con à. Dạ. Rồi tụi con có muốn nói lời cảm ơn tới ông bà không? Con quay qua đây, con quay qua đây đàng hoàng. Con nói con cảm ơn ông bà đã giúp đỡ cho mẹ con. Nói đàng hoàng. Con nói đi con. Con nói đi. Con nói đi con. Con cảm ơn ông bà đã giúp đỡ cho mẹ con. Không nói. Thôi chắc nhờ chị này đi. Chị này lên chị. Nói đi. Con quay qua con nói à, cảm ơn ông bà đã giúp đỡ cho mẹ con. Cảm ơn ông bà giúp đỡ mẹ con. Con quay qua đây nè con quay qua đây. Bây giờ chú nhờ con là đại diện nha. Mình là lớn nhất trong gia đình. À, đứng lên, con đứng lên. Bé này là đại diện gia đình quý cô chú anh chị. Rồi con nói đi, con cảm ơn bà đã giúp đỡ cho mẹ con. Đừng cắn tay con vô. Không sao đâu, đừng mắc cỡ, cứ bình tĩnh nói đi. Mắc cỡ đi. Không sao đâu. Mắc cỡ rồi. Không sao đâu con. Thì mắc cỡ, cô chú anh chị mình thông cảm giúp. Thì dạ, chắc mình qua đại diện gia đình gửi lời cảm ơn cô chú anh chị, các quý nhà hảo tâm, các quý mạnh thường quân đã hỗ trợ như giúp đỡ hoàn cảnh của ngoại và mấy cháu ở đây.